Hello everyone, cô xin chào tất cả các bạn. Hôm nay cô tiếp tục hướng dẫn cho các bạn phần mẫu câu sentence buttons và dạng câu hỏi đơn giản đó là yes no questions câu hỏi có hoặc là không thì bắt đầu mình sẽ dùng động từ to be để hỏi are you are they is he is he kết thúc câu phải có dấu chấm hỏi và cách trả lời của dạng này là nếu đồng ý sẽ trả lời yes i am nếu không là no i'm not yes they are no they aren't yes he is. no he isn't yes he is no he isn't và cách thành lập công thức là động từ to be am e are cộng chủ ngữ subject cộng tính từ và kết thúc câu phải có dấu chấm hỏi ví dụ are you ready bạn đã sẵn sàng chưa nếu sẵn sàng mình sẽ trả lời yes i am nếu không là no i'm not. Và các bạn chú ý tính từ là gì? Thì tính từ là từ dùng để chỉ tính chất, tính cách, màu sắc, trạng thái, mức độ, phạm vi vân vân của người hoặc vật và tính từ bổ nghĩa cho danh từ, đại từ và liên động từ. Ví dụ happy, beautiful, funny, vân vân. Và đây là hình ảnh của câu đầu tiên cô muốn dẫn cho tất cả các bạn, đó chính là tính từ full. Nghĩa là no, no nê no, no. thì mình sẽ hỏi người đối diện, are you full? Bạn đã no chưa? Nếu no mình sẽ trả lời yes I am, nếu không là no I'm not. Bây giờ chúng ta cùng nhau lặp lại câu này. Are you full? Yes I am. No, I'm not. Are you full? Yes I am. No, I'm not. Are you full? Yes I am. No, I'm not. Và đây là hình ảnh của câu tiếp theo mà cô muốn hướng dẫn cho tất cả các bạn Đó chính là tính từ lazy, lười biếng Vậy mình sẽ ở người đối diện Are you lazy? Bạn lười biếng phải không? Nếu có, sẽ trả lời yes I am Nếu không, no I'm not Bây giờ chúng ta cùng nhau lặp lại câu này Are you lazy? Yes I am No I'm not Are you lazy? Yes I am No I'm not Are you lazy? Yes I am No I'm not Và đây là hình ảnh của tính từ tiếp theo mà cô muốn hướng dẫn cho tất cả các bạn. Đó chính là tính từ gì? Satisfied. Tính từ nghĩa là hài lòng. Vậy mình sẽ hỏi người đối diện. Are you satisfied? Bạn có hài lòng không? Nếu có, mình sẽ trả lời yes, I am. Nếu không là no, I'm not. Bây giờ chúng ta cùng nhau lặp lại câu này. Are you satisfied? Yes, I am. No, I'm not. Are you satisfied? Yes, I am. No, No, I'm not. Are you satisfied? Yes, I am. No, I'm not. Và đây là hình ảnh của câu tiếp theo cô muốn hướng dẫn cho tất cả các bạn. Đó chính là tính từ dissatisfied, không hài lòng. Vậy mình sẽ hỏi người đối diện. Are you dissatisfied? Bạn không hài lòng phải không? Nếu có sẽ trả lời yes I am. Nếu không, no I'm not. Bây giờ chúng ta cùng nhau lặp lại câu này. Are you dissatisfied? Yes, I am. No, I'm not. Are you dissatisfied? Yes, I am. No, I'm not. Are you dissatisfied? Yes, I am. No, I'm not. Và đây là những hình ảnh của câu tiếp theo, cô muốn hướng dẫn cho các bạn, các bạn đoán xem đó chính là tính từ tiếp theo cô muốn hướng dẫn đó chính là gì. Miserable tính từ nghĩa là đau khổ, nghèo nàn. Vậy mình sợ người đối diện. Are you miserable? Bạn có đau khổ không? Nếu có, trả lời yes I am. Nếu không, no I'm not. Bây giờ chúng ta cùng nhau lặp lại câu này. Are you miserable? Yes I am. No I'm not. Are you miserable? Yes I am. No I'm not. Và đây là hình ảnh của câu tiếp theo cô muốn hướng dẫn cho tất cả các bạn đó chính là disgruntled tính từ bất bình bất mãn vậy mình sợ người đối diện are you disgruntled bạn có bất bình không nếu có sẽ trả lời yes i am nếu không no i'm not bây giờ chúng ta cùng nhau lặp lại câu này are you disgruntled yes i am no i'm not are you disgruntled yes i am no i'm not và đây là hình ảnh của Câu tiếp theo, cô muốn hướng dẫn cho tất cả các bạn Đó chính là Crazy, tính từ Điên, vậy mình sẽ ở người đối diện Are you crazy? Bệnh điên à? Vậy, nếu mà đồng ý Sẽ mình trả lời là yes I am Nếu không, no I'm not Bây giờ chúng ta cùng nhau lặp lại câu này Are you crazy? Yes I am, no I'm not Are you crazy? Yes I am, no I'm not Are you crazy? Yes I am, no I'm not và đây là hình ảnh của câu tiếp theo cô muốn hướng dẫn cho tất cả các bạn đó chính là tính từ tiếp theo là gì đó là naughty tính từ nghịch ngợm vậy mình sẽ hỏi người đối diện are you naughty bạn có nghịch ngợm không nếu có sẽ trả lời yes i am nếu không no i'm not bây giờ chúng ta cùng nhau lặp lại câu này are you naughty yes i am no i'm not are you naughty yes i am no i'm not Are you naughty? Yes, I am. No, I'm not. Và đây là hình ảnh của tính từ tiếp theo. Cô muốn hướng dẫn cho tất cả các bạn đó chính là sick, tính từ ốm hay là bị ốm. Vậy mình sợ người đối diện. Are you sick? Bạn có bị ốm không? Nếu có mình sẽ trả yes, I am. Nếu không no, I'm not. Bây giờ chúng ta cùng nhau lặp lại câu này. Are you sick? Yes, I am. No, I'm not. Are you sick? Yes, I am. No, I'm not. Are you sick? Yes, Yes, I am. No, I'm not. Và đây là hình ảnh của câu tiếp theo cô muốn hướng dẫn cho tất cả các bạn. Đó chính là tính từ gì và câu gì. Đó là đi gì, tính từ chóng mặt. Vậy mình sẽ ở người đối diện. Are you dizzy? Bạn có chóng mặt không? Nếu có, sẽ trả lời yes, I am. Nếu không, no, I'm not. Bây giờ chúng ta cùng nhau lặp lại câu này. Are you dizzy? Yes, I am. No, I'm not. Are you dizzy? Yes, I am. No, I'm not Azudizi. Yes, I am. No, I'm not. Thank you so much for watching. Like and subscribe my channel for more videos. Goodbye. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và các bạn chú ý xem các clip tiếp theo của cô nhé.